địa phương thì Thùy thường tham gia các chương trình văn nghệ quần chúng, hát những các khúc tuyên truyền về cách mạng, là người con gái Pa Co này, Dương Sơn Mang Tiếng Ta Lứ rất là nhiều. Và thường những các khúc ấy thì bọn Thùy ít khi di chuyển mà phải đứng một chỗ thường thường là đứng một nơi để hát thôi. Việt Nam Idol cho Thùy quá nhiều thứ, vừa học nhạy này, vừa học hát này, có thể làm hai điều đó một lúc trên sân khấu là một điều mà Thùy không nghĩ là mình có thể làm được. Ở ngoài đời thì Thùy không được xinh đẹp như trên sân khấu nên ra là khi thấy Thùy trên sân khấu thì gia đình như là người ấy rất là bất ngờ, bảo khen là xinh, dễ thương. Nó khác về ngoài khi ở đây thương. Được lọt vào top 3 đối với Thùy là một cái niềm hạnh phúc và một cái sự may mắn mà Thùy không bao giờ nghĩ đến. Đây là một động lực rất là lớn để Thùy cố gắng hát thật tốt để không phụ lòng những người ủng hộ, nhắn tin bình chọn cho Thùy. Xin chúc mừng Minh Thùy. Cảm ơn saxophone Hồng Kiên. Cảm ơn anh. Cuối cùng thì cô ấy cũng cười. Có vẻ là lúc đầu bắt đầu hơi run quá. Minh Thùy cảm thấy thế nào khi mà hát câu kết có cả một dàn bè ở dưới kia hát theo vậy?
cả nên đấy, thế em không nghe mọi người hát theo, em xin cảm ơn. Một cô gái lúc nào cũng rất là hồn nhiên. Vâng, và bây giờ thì hãy chú ý lắng nghe những lời góp ý của ba vị giám khảo. Xin mời ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Mỹ Tâm. Cảm ơn anh Văn Anh. Hôm nay là Thùy có vẻ hơi hồi hộp đúng không em? Chị cảm nhận được là em đang hơi rung. Em chưa chuẩn bị tốt về cái tinh thần khi biểu diễn ca khúc này. Có lẽ là em còn bị hồi hộp quá. Chị thấy rất là rõ điều đó. Nhưng mà về cảm xúc thì chị nghĩ rằng là em rất là thích bài này em đã chọn. Nhưng đây không phải là bài dễ để đi thi đâu. Vì nó cái quãng của nó khá rộng khi mà em lên nốt cao nhất. Nhưng mà hôm nay em làm nốt cao nhất rất là tốt. Chị biết cái sức khỏe của em cũng không tốt nữa. Nhưng mà em đã làm rất tốt về chỗ đó và chị rất là thích. Chị cảm ơn em. Cảm ơn Minh Tân. Và xin mời nhạc sĩ Anh Quân. Hôm nay Thùy chọn một cái bài mà nó tương đối có nhiều những cái nốt chung. Và những cái nốt này nó tương đối là mờ nhờ trong cái bài hát mà em thể hiện. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là em hát, anh cảm thấy em hát có vẻ hợp với những bài nhanh hơn là những bài này. Vì sao em biết không? Vì những cái nốt trong bài hát của em chưa biết cách hát liền vào nhau. Tức là trong kỹ thuật mà mọi người gọi là hát legato. Tức là những cái từ nó hơi bị rời rạc. Nếu em khắc phục được cái điểm này, hát làm sao cho nó liền vào nhau, nó legato hơn tí nữa thì nó sẽ truyền cảm hơn rất là nhiều. Nhưng anh rất lo khi mới bắt đầu chương trình mọi người nói là em có một vấn đề gì đó về sức khỏe. Đấy, nhưng qua phần trình diễn của em thì anh nghĩ rằng em sẽ vượt qua tất cả, không có vấn đề gì cả. Xin cảm ơn các vị giám khảo với những ý kiến có phần chuyên môn rất là nhiều. Còn bây giờ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh nghĩ gì ạ? Thật ra thì tôi lại thấy hơi khác. Tôi lại thấy tiết mục vừa rồi khá là cảm xúc. Tôi thấy Thùy thật ra rất là giống Mỹ Tâm. Từ một cái VT thấy cái hình hồi nhỏ rất là giống hình Mỹ Tâm hồi trẻ. Có một cái giọng cười cũng rất là đặc biệt đúng không? Rất là sảng khoái, cũng rất là giống Mỹ Tâm. Và tôi nghĩ là cũng có một cái điểm rất là giống của Thùy với Mỹ Tâm. Và tôi nghĩ là cả những cái người miền Trung ấy. Tức là khi mà những cái, nhất là cái bài này nó rất là tình cảm nghe. Nếu mà đọc nội dung nó có vẻ sướt mướt, nhưng mà thật ra nghe thì nó không có quá bị sướt mướt, mà nó nghe được mà vẫn còn khỏe mạnh, vẫn rất là tốt. Tôi nghĩ cái đó là cái hay của Thùy. Và tôi nghĩ là khán giả một phần vỗ tay vì bài hát của Mỹ Tâm, nhưng mà thật ra cũng vỗ tay cổ tay cũng vì Thùy hát cái bài này cũng khá tốt.